sẽ đến với chương trình Game Boy tiếp theo. Vẫn như luật cũ, tôi muốn một bạn nữ đi ạ. Bạn nào muốn Game Boy với tôi không? Con xin mời ạ. Cho em hỏi một chút là em tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Em Duy, năm nay 30 tuổi. Em đang có người yêu chưa? Em cũng có rất nhiều người khi mà lên đây có những số đầu tiên đấy. Có nhiều rất nhiều. Tôi ở dưới thì bảo là mày đúng cái trò nói người yêu ra đấy. Ok, bạn Duy 30 tuổi, có anh nào không ạ? Đó, ok, anh. Mời anh lên sân khấu. Bravo. Em mời thấy anh trai được không? Ok, xin mời. Mời người mạnh dạng lên đi tìm người yêu nhỉ. Mời anh đứng ở đây một chút. Đứng đây một chút. Con nhỏ, con ai nhỏ? Ok, xin mời em ơi cháu. Đây, đúng rồi. Chắc là tôi sẽ chọn thêm 2 bạn nữa. Ô, một con ai không phải đánh tay của người đây rồi. Đây là nam hả? Đây là hướng nhỉ? Ok, okay thế thì giới thiệu lại cho 4 bạn ở đây biết là em tên gì, bao nhiêu tuổi, ok? Ok, Thảo Vy, 30 tuổi. Thế thì bắt đầu giới thiệu từ phía anh nhé. Anh tên là Văn, 32 tuổi. Chúng tôi nghe thêm 3 năm rồi. Anh Văn, 30 tuổi. Và chưa có người yêu, 3 năm rồi. Dạ, thì anh đứng đây chưa? Ok, để em lại tiếp theo. Dạ, em đi sang, đi sang nhé. Em tên gì? Anh tên gì? Anh Long. Tên Long. Việt Nam tên Long đúng không? À, người Trung Quốc. Ok, anh Long 29 tuổi. Người hàng xóm của chúng ta. Ok, em tiếp theo. Em tên Kiên, năm nay 25 tuổi. Kiên 25 tuổi. Ok. Chào bạn. Em tên là Huy 201. Anh bao nhiêu tuổi? 23 tuổi. Chúng ta sức hút của Thảo Vy rất lớn nữa. Giờ thì bây giờ là Tiến đã biết tên này, tuổi này, tình trạng hôn nhân của bố mẹ ở đây rồi. Thì bây giờ em sẽ chọn ra cho anh hai người. Ok, như vậy bây giờ thì bố anh ra lại đi. Bố anh ra lên ngồi đi. Bố anh ra lên ngồi. À, đúng sao rồi ơi. Cái này ấy là thực ra chọn như thế này. Tại vì sao? Bởi vì là mình có ưng cơn mắt á. Đấy, mình ưng cơn mắt á. Vì sau đấy thì em chọn sang hai người vào vòng tiếp theo. Vì sau đấy mình sẽ tìm hiểu với nhau kia hơn. Ok. Ông này cùng kia là 23 tuổi này. Ông này là 29 tuổi này. Anh này là... Anh bao nhiêu tuổi kìa? Anh bao nhiêu tuổi anh cả? 32. Anh này 32 tuổi. Và anh Trung Quốc 29 tuổi. Em chọn anh nào thì em chạm vào lưng của anh đó. Ok. Cái này là chọn về cái thẩm mỹ của mình thôi. Mình cảm thấy mình ưng ai thì mình muốn làm cái người đó. Ok, xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen sâu hơn một chút là em sẽ hỏi để cho anh đưa em trả lời. Các chú nói công việc thì em sẽ không hiểu ra. Ok. Anh hỏi lòng người đấy.
Anh đang làm gì ở Việt Nam? Bố anh quản lý 29 tuổi đúng không? Chưa có gia đình. À, ok, anh muốn hỏi gì bạn nữ này không? Nhà chị ở đâu ạ? Chị đang làm việc gì ạ? Nhà em ở đâu? Mà em đang làm việc gì? Nhà em ở phòng hiện tại em đang làm ở số 300 phòng ạ. Ok, xin mời đến bạn giúp em. Xin mời. Em ở đâu? Ở Di Linh, ở chỗ Tiền Ngọc. Một vài câu nữa. Ok, em muốn hỏi gì về Bắc Bình không? Chúng em cùng em muốn hỏi gì về Bắc Bình đi. Em muốn hỏi về... Vì vừa anh hỏi em, biết được rồi em không hỏi gì nữa. Ok. Em muốn hỏi cả hai bạn luôn là tại sao lại đứng bước lên đây? Em đây đang muốn hỏi cả hai bạn là tại sao lại đứng bước lên đây? Em trước đi. Vỗ tay đi ạ. Ok, chúng ta sẽ đang tìm hiểu nước từ Đà Nẵng bên này. Còn còn thêm câu hỏi nào thì em cứ hỏi. Em có thể nói là em bao nhiêu tuổi không? Em 25 tuổi. Em 25 tuổi. Em nghĩ thế nào về một cuộc tình trông nhau 5 năm? Nghĩ về em. Còn em? Em muốn hỏi bạn ấy là thì là chỉ nhìn những cái vẻ đẹp bên ngoài để khác nhau thôi. Đang là vấn đề bình thường không? Có mưa có nắng thì sẽ có cầu vồng. Có mưa có nắng thì sẽ có cầu vồng. Đấy. Ok, bây giờ thì thật ra thì anh ấy tiếng anh ấy hiểu Trung Quốc cho nên tôi đang tính là có những trò chơi nữa về truyền tin nhưng mà như này sẽ hơi khó thì chúng ta sẽ đi nhanh đi để chọn một người vào cái vòng cuối cùng. Ok không ạ? Tôi thì ở đây không cần test thể lực, thực ra thì có thể là thể hiện ở bên ngoài đây rất là mạnh mẽ nhưng mà còn rất nhiều vấn đề mình cần phải tìm hiểu ngay kia cho nên thúc cần thì nào đúng không ạ? Bây giờ thì mời em đứng ra giữa đi, đứng giữa này anh. Thế ra hai em xin lỗi đúng. Cái này tôi phải nói lại một chút nhá. Là cái khi mà cho ai á, chưa phải là đã là người yêu luôn đâu. Thực ra đây là mình đang đi tìm một người bạn. Mình đang cho người kia một cái cơ hội để làm quen với mình. Đấy, đây cho tôi chỉ là một cái bước đầu tiên thôi. Bước đầu tiên thôi. Bởi vì bây giờ thực ra thì mọi người đang sống hơi khép kín. Để mà làm quen với một người nào đó ở ngoài kia mà mình không quen biết thì cũng hơi khó. Thì đây là tôi chỉ là một cái cầu nối thôi. Đấy, nắm tay đi ạ. Đang nắm tay bạn nữ đi nào. Alo. Có làm được không? Bây giờ mọi người chọn ông Việt Nam hay chọn ông Trung Quốc ạ? Ông Việt Nam hay nhà ông Việt Nam đâu? Bạn nữ. Có vẻ như là ông Việt Nam to hơn tí sao? Ok, anh chọn 1-3. Nếu như mà em chọn 2 thì em đưa tay. Ok, thì em đưa tay ở đấy. 1. Thấy thì em làm tại số 300 phạm và em làm nghề dịch vụ. Thì hôm nay em thấy rất nhiều mọi người ở đây
cộng một bạn nên là phải em. Thì điều dịch vụ của bọn em là chiều lòng khách mà hôm nay sẽ chiều lòng tất cả mọi người ở đây. Thực ra thì cái đấy em không cần phải trả lời cho anh, bởi vì khi mà em giơ tay lại nào thì đấy là cái quyết định của em rồi. Ok, được rồi nào, mình vẫn theo thủ tục đi để cho mọi người biết được. 1, 2, 3. Một tràng vỗ tay lên đi ạ. Chúng ta bơi đúng không? Đúng không? Không nào hình nhé. Mình bất cần một anh nào đi lên đâu phân dịch của mình ạ. Cuộc tình này có vẻ vòng cãi nhiều người được đấy. Ok. Bây giờ thì tôi sẽ cho hai bạn một phút để tìm hiểu về nhau. Mình có thể hỏi bất kỳ một câu hỏi gì. Ok, nào bây giờ em mới đứng ngay trước mặt bạn. Em đứng ở chỗ này. Ok nhá, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về bạn nữ. Và cũng như bạn nữ sẽ muốn tìm hiểu về bạn nữ. Em muốn hỏi bạn nào nghĩ sao mà được em hơn bạn nữ một chút? Bạn nữ bạn muốn hỏi là anh đúng nghĩ sao về việc bạn nữ đang hơn bạn nữ một tuổi? Không vấn đề gì ạ. Không vấn đề gì. Tuổi tác thì không là vấn đề gì ạ, chỉ cần hợp nhau là được ạ. Còn các bạn có thể dịch là khi mà đến được với nhau rồi ấy, các đồng ý là tiếng Việt không? Ok, em hỏi tiếp tục về bạn nào. Em muốn hỏi là bạn ấy có tính ở làm việc ở Việt Nam lâu dài hay không? Em muốn hỏi là anh có thể làm việc ở Việt Nam lâu dài không? Thì em muốn trả lời là có. Ok, bây giờ đến lượt em muốn hỏi về bạn ấy. Thì là anh ấy không có vấn đề gì ạ? Không có vấn đề gì để hỏi. Có nghĩa là sao? Tất nhiên cả quá khứ và tương lai của em, chúng ta không có vấn đề gì để hỏi. Ok, mình đã nhắc lắm rồi. Đấy, còn là các em, anh hỏi một chút là em có cảm nhận về như thế nào từ người trai nào? Trước mắt là mình đã có thêm một người bạn, còn sau đấy có thể tìm hiểu đến với nhau hay không thì là chuyện sau này. Ok, một tôi suy nghĩ rất là chín chắn. Bạn nữ đây, bạn ấy nói rằng là bạn ấy cũng không quan trọng là người Việt Nam hay là người Trung Quốc. Còn sau này là Đông Media có thể là bạn, rồi sau đấy chúng ta tìm hiểu nhau, rồi sau đấy là tương lai thì sẽ trả lời. Đấy. Ok, bây giờ thì Alo không có câu hỏi gì cả. Em có câu hỏi gì cho Lâm không? Ok, cũng không có câu hỏi nào. Thì bây giờ hai bạn đứng quen luôn rồi nhá. Nếu như mà hai bạn đồng ý cho nhau một cơ hội để làm quen, để làm bạn được có tiến đến với nhau hay không thì là chuyện của tương lai. Ok, nếu như mà hai bạn đồng ý thì hai bạn qua lại với nhau. Ok, em cũng xa ra một chút. Vẫn đến đến 3 nha. Ok, mình đến đây nào. Hôm nay cho một tràng vỗ tay đi ạ. Một mối tình xung lên tới. 1, 2, 3. Ok, em đứng ở sân khấu đi. Em đứng ở sân khấu. Đúng rồi, em rất hài hước. Hiện tại thì cả hai bạn đều không quay lại để chọn nhau. Hôm nay mình là mối có vẻ là hơi mây bể nhỉ. Rồi ok. Các bạn bắt tay nhau một cái đi nào. Ok ok, ok đi đi đi. Đúng rồi. Và anh bắt tay nhau một cái. Ok. Xin cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Ok, xin chào. Hai bạn rất là xinh gái, một bạn 25 tuổi và một bạn 30 tuổi. Qua cái sự môi giới của tôi, thấy trùng bức trước khi người yêu.